Những ngày này khi mùa thu hoạch ở các vựa vải lớn như là Hải Dương, Bắc Giang vừa mới bắt đầu thì tại Tây Nguyên trái vải đang vào vụ thu hoạch chính. Sau thời gian trồng thí điểm tại xứ Ba Gian, các giống vải chín sớm như là U Trứng, U Hồng một vài năm trở lại đây đã cho thấy hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Vui vui được mùa được giá phấn khởi lắm anh ạ. Vải này là đi cửa khẩu Lào Cai và đi sang Trung Quốc. Xuất hiện ở huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk từ hơn 10 năm về trước, nhưng phải đến 3 năm trở lại đây, cây vải mới chứng minh được giá trị, đem đến cho người nông dân những vụ mùa thắng lợi. Gia đình anh Hồ Sĩ Trung ở xã Iasa đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ năm 2013. Tới nay, vườn vải hơn 6 hecta đã cho những trái ngọt. Sản lượng của tỉnh năm nay là khoảng chừng 70 tấn ạ. Nhưng mà năm thì cũng được 30 tới 32. Từ năm 2017 tới giờ thì chưa có năm nào là mình phải lo lắng hết, tại vì năm nào cũng có lại vô tận vườn, người ta trả giá với lại thu mua. Thời tiết và thổ nhưỡng tại vùng đem tới lợi thế cho cây vải Tây Nguyên là cho quả chín sớm hơn so với vải miền Bắc khoảng 20 ngày. Chất lượng vải, đặc biệt là giống vải chín sớm như U Trứng, U Hồng được thương lái thu mua đánh giá khá cao. Vì vậy, giá vải luôn được giữ ở mức ổn định và đầu ra được đảm bảo. Nhà vườn người ta cũng học hỏi cái cách chăm bón, rồi người ta cũng tìm hiểu, người ta cũng làm ra cái quả vải là quả hàng nó rất là đạt. Đấy, ăn cũng rất là đạt tiêu chuẩn, còn xuất đi Trung Quốc. Diện tích trồng vải đang được mở rộng với mục đích là cải thiện kinh tế cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ thoát nghèo của nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn tại Đắk Lắk. Thì thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, cái mục tiêu chúng tôi đặt ra thì đến năm 2025 thì toàn huyện diện tích trồng vải thiều khoảng trên 2.000 hecta. Và nếu so sánh giữa hiệu quả kinh tế của cây vải thiều với cây ngắn ngày, hiệu quả từ cây vải thiều rất là cao, gấp 7 đến 8 lần. Tại tỉnh Đắk Nông, mùa vải cũng đã bắt đầu. Ở huyện Đắk Song, những cây vải được trồng xen với cà phê, hồ tiêu cùng một số loại cây ăn quả khác. Mùa vải trở nên rộn ràng và rực rỡ khi một vài hộ dân đã kết hợp việc thu hoạch vải với việc mở cửa cho khách tham quan đến trải nghiệm. Bà con đến tham quan thì mình cứ cho tham quan, coi như là mình tạo được cái sản phẩm. Có nhiều người bà con đến đây tham quan, bà con thích thấy vui vẻ thì mình cũng vui theo bà con. Bên cạnh những sắc màu đã trở thành truyền thống của các loại nông sản đặc trưng như cà phê, như hồ tiêu, thì những nông sản mới như trái vải chẳng hạn đang phủ lên ở nhiều vùng tại Tây Nguyên, một sắc màu hoàn toàn mới, sắc màu của niềm vui, được giá, được mùa.